Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng đến với nội dung của Thứ Một Chuyện Trong Ngày. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, dư nợ tín dụng của nền kinh tế chỉ tăng khoảng 4,45% so với đầu năm, trong khi mục tiêu cả năm là từ 15 đến 16%. Theo đại diện của các ngân hàng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bởi sự khó khăn chung của nền kinh tế. Đồng thời, số doanh nghiệp đóng cửa giải thể, rời bỏ thị trường liên tục tăng, khiến vốn vay cũng đã ứ động. Ngân hàng thì thừa tiền, doanh nghiệp thì cũng không mấy mặn mà vay vốn, còn người dân thì vẫn chọn cách gửi tiền vào ngân hàng, mặc dù lãi suất không cao. Nhìn nhận câu chuyện này như thế nào? Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi đề cập đến trong Tiểu Mục Chuyện Trong Ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng theo dõi một tổng hợp ngay sau đây. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 24 tháng 6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,5% so với cuối năm 2023, ước đạt 13,575 triệu tỷ đồng. Dù vậy, ở đầu ra, dư nợ tín dụng của nền kinh tế chỉ tăng khoảng 4,45% so với đầu năm, đạt trên 14,17 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, Thủ tướng đặt mục tiêu hết quý 2 năm 2024, tăng trưởng tín dụng đạt 5-6%, cả năm khoảng 15-16%. Nhiều ngân hàng cho biết, nguyên nhân chính khiến tín dụng tăng trưởng ì ạch là do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp. Một số khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa có phương án kinh doanh khả thi, nhất là đối với lĩnh vực bất động sản nên cũng không thể giải ngân cho vay được. Đồng thời, tình hình sức khỏe doanh nghiệp giảm sút. Tăng trưởng tín dụng không đạt được theo kế hoạch thời gian qua của ngành ngân hàng hay của đặc thù của mỗi ngân hàng thì nó không hoàn toàn nằm ở cái ý chí của mỗi ngân hàng. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tổng thể của khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, vào cái sự vào cuộc hỗ trợ của các bộ ngành, vừa vào sự hỗ trợ của các địa phương trong việc mà cấp phép để tháo gỡ các cái khó khăn vừa mắc. Các ngân hàng điểm cho vay lớn nhất là cho vay bất động sản để mua nhà để ở, thì do là kinh tế khó khăn và thu nhập của người dân cũng chậm, do đó là cái nhu cầu mua nhà, chuyển đổi nhà trong 6 tháng đầu năm rất là chậm, nên là tín dụng bán lẻ của các ngân hàng điểm ảnh hưởng, trong đó MB trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng được 1,8% lĩnh vực cho vay mua nhà để ở. Theo đại diện ngân hàng nhà nước, trong điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tiếp tục được điều hành ổn định theo hướng từng bước giảm mặt bằng lãi suất chung trong nền kinh tế. Tuy nhiên, sẽ điều chuyển chi tiêu của những ngân hàng tăng trưởng tín dụng không đạt để chủ động tạo điều kiện cho những ngân hàng có khả năng phát triển tín dụng. Bất cứ ngân hàng nào nói là em tăng hết room rồi, phân bổ rồi, thì lập tức mà thậm chí không phải chờ các đồng chí báo cáo, theo dõi sát anh nào mà còn ngưỡng, còn cách 2-3% là các đồng chí phải báo cáo rồi. Và thậm chí điều chỉnh ngay, không cần phải nói. Thế nhưng ngược lại với các ngân hàng thương mại thì có thể nói cái khó khăn vô cùng trong cái thời gian vừa qua. Giữa một bên là tăng trưởng tín dụng, một bên là chất lượng tín dụng, nợ xấu thì tăng. Chưa kể cái nợ xấu còn nằm ở trong cái phần đang được cơ cấu lại theo thông tư 02, 256.000 tỷ. Thì có bao nhiêu phần trăm trong ý là nợ xấu rồi, chẳng qua chúng ta đẩy nó về tương lai chưa xử lý được. Bên cạnh đó, phía chuyên gia nhận định, muốn tăng khả năng hấp thụ vốn thì doanh nghiệp phải phục hồi được hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi được khả năng tiêu thụ, đồng thời triển khai quyết liệt các chương trình chính sách tín dụng trọng điểm, gồm 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, chương trình cho vay 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì Ngân hàng Nhà nước đã vừa công bố dữ liệu tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2. Theo đó, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân đã hồi phục nhanh, tăng thêm 139.000 tỷ đồng so với cuối tháng 1, lên mức là 6,637 triệu tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay và cũng là tháng thứ 2 liên tiếp, chỉ tiêu này tích lũy không ngừng. Điều này cũng cho thấy người dân vẫn chuộng gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất duy trì ở mức thấp, ở mức từ 2 đến 4,8% tùy từng kỳ hạn, từng ngân hàng. Ghi nhận ý kiến của người dân cho thấy, một trong những nguyên nhân đó là vì người dân đã có một thời gian làm quen với xu hướng giảm liên tục của lãi suất đi cùng với lạm phát tăng thấp. Bên cạnh đó là nền kinh tế đang ở giai đoạn tăng trưởng chậm, các kênh đầu tư khác như là bất động sản, chứng khoán, vàng bấp bênh hoặc rất khó sinh lời như trước, trong khi tiềm ẩn nhiều rủi ro nên người dân vẫn lựa chọn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Đây là một trong những cách đầu tư mang lại thu nhập ổn định và được nhiều người nhận định là đỡ đau đầu nhất. Nhiều năm nay, bà An vẫn giữ cho mình thói quen trong việc đầu tư theo hình thức truyền thống gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Mỗi khi có tiền nhàn rỗi, bà chọn đến ngân hàng này để tư vấn và gửi tiền tiết kiệm.
Bà cho biết với số tiền 300 triệu đồng bà gửi với kỳ hạn 12 tháng, với mức lãi suất 4,6%, bà sẽ nhận được khoảng 14,1 triệu đồng. Thế nhưng với bà, dù thời điểm này lãi suất đang ở mức thấp, nhưng khi gửi tiền vào ngân hàng khiến cho bà được yên tâm. Nghĩa là gửi tiền vào ngân hàng là an toàn nhất. An toàn nhất về cũng yên tâm. Thế nhưng chỉ có trong cái thời gian vừa qua ấy, thì vàng nó cứ lên lên xuống xuống. Đầu tư vào đất thì nó cứ giả giả thật thật. Thế giờ là đi mua vàng thì cũng cứ lúc thì lên rõ cao thì thấy mừng lắm. Nhưng đến lúc nó tụt xuống thì xuống quá thì không biết đằng nào và đằng nào nữa cả. Mình cũng tin rằng là cái rủi ro thì nó cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nó mang tính về mặt là vĩ mô hay là vi mô. Ví dụ là người dân thì bao giờ là bọn mình cũng mong muốn rằng là cái lãi suất nó cao hơn. Thế nhưng mà mình cũng phải cân đối, ví dụ như giữa cái ngân hàng tư nhân với ngân hàng nhà nước. Thì cổ phần tư nhân nhà nước thì nhiều khi nó sẽ có sự chênh lệch, nhưng mà lúc đấy thì mình phải cân đối là cái yếu tố là cái nào an toàn hơn. Theo ghi nhận, người dân vẫn chuộng gửi tiền vào ngân hàng dù lãi suất duy trì mức thấp. Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 1,9% của Agribank, Vietcombank và Sacombank. Chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 3 tháng khá lớn, lên tới 2,3%. Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 5,1%, thuộc về ngân hàng Bắc Á Banh. Mức lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này là 2,9% của Vietcombank và Sacombank. Khoảng cách chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 6 tháng là 2,2%. Như vậy, môi trường lãi suất thấp vẫn không khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác. Mình không chọn các kênh khác vì thấy nó không được lâu dài. Mình muốn nó ổn định thì mình cứ gửi vào đây thôi, vào Vietcombank. Chứ mình không đầu tư sang các cái khác, rủi ro nó cao hơn. Cô gửi thì cô tuy là lãi suất thì nó ít lắm, nhưng mà cô thấy tin tưởng là vì thôi nó ít nhưng mà nó chắc chắn, nó đảm bảo, nó không mất. Ví dụ nó lên một chút đi, thấp quá. Một năm ví dụ là khoảng trên 5 cũng được. Dưới 4 thì nó, ở trên 4 thì nó thấp quá. Lượng tiền gửi ngân hàng cao kỷ lục cũng cho thấy người dân và doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng dù lãi suất có thấp nhằm đảm bảo an toàn. Sau hàng loạt các vi phạm về phát hành trái phiếu, thao túng chứng khoán khiến niềm tin vào thị trường vốn bị sụt giảm. Hơn nữa, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn, lựa chọn quay về gửi tiết kiệm ngân hàng của người dân và doanh nghiệp là dễ hiểu nhằm đảm bảo nguồn vốn, chờ đợi cơ hội kinh doanh khi nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hơn trong tương lai. Bất chấp lãi suất giữ ở mức thấp, tiền gửi ngân hàng của người dân vẫn đạt mức kỷ lục gần 6,7 triệu tỷ đồng lũy kế đến cuối tháng 3. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, thì tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,676 triệu tỷ đồng, tức là tăng thêm khoảng 39.000 tỷ so với tháng trước đó và cao hơn 2,2% so với cuối năm trước. Trong khi đó, thì các kênh đầu tư khác liên tục có sự biến động. Nên đổ tiền vào đâu để đầu tư khi mà các kênh đầu tư có nhiều biến động? Đây vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người ở thời điểm này. Thời gian vừa qua, các kênh đầu tư đã có nhiều biến động mạnh về giá. Đơn cử như giá vàng sau khi lên mức đỉnh hơn 92 triệu đồng một lượng, đến nay đã giảm tương đối mạnh. Tuy vậy, để giúp ổn định lâu dài thị trường vàng thì cần hai yếu tố. Điều kiện cần là giá vàng phải ở mức hợp lý và điều kiện đủ là nguồn cung phải đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Về mặt khách quan thì thế giới đang trong thời kỳ biến động, lúc xuống lúc lên. Do đó là giá vàng trong nước thì nó đi theo cái đồng thuận với cái xuống vàng thế giới. Chúng tôi cho rằng là ở đây vẫn chưa có những cái sửa đổi căn bản trong cơ chế quản lý giá vàng, đặc biệt là cơ chế thị trường hóa, khiến cho là người dân cảm và doanh nghiệp cảm thấy là không có sự thay đổi lớn theo hướng thị trường như Thủ tướng đã chỉ định. Trong khi đó, loại hình bất động sản chung cư tại Hà Nội tầm 2 tháng trước cũng lên cơn sốt giá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá đã bắt đầu chững hoặc giảm xuống. Còn đối với kênh đầu tư chứng khoán, sau khi VN Index tăng điểm kéo dài lên mốc 1.300 điểm, thị trường cũng đã quay đầu điều chỉnh liên tục. Các kênh chuyên gia nhận định, với sự biến động của các kênh đầu tư vừa qua, cơ bản xuất phát từ một lý do, đó là sự tăng của việc không chắc chắn. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, người dân sẽ lo lắng cao hơn mức bình thường và trở nên nhạy cảm với tin tức và dữ liệu kinh tế. Trong cái thời gian vừa qua, vì cái sự khan hiếm của cái nguồn hàng, lại thêm một cái khoảng thời gian tương đối dài, cái người dân người ta chờ đợi để mà mua các cái bất động sản, cho nên có những người sốt ruột phải mua với cái giá rất cao,
Và vì thế cho nên cái giá thị trường nó bị đẩy lên. Chúng ta biết rằng cái giá cả của cái bất động sản ấy, nó là cái giá giả. Bởi vì thực tế mà nói, cái giá mà khi chúng ta hỏi nó rất cao, nhưng cái thanh khoản của thị trường thì rất thấp. Thì với cái mặt bằng lãi suất thấp như thế này thì người dân vẫn ưu tiên gửi vào, bởi vì họ cảm thấy rằng cái mặt bằng lãi suất này là có sự an toàn, và cái đồng vốn của họ được bảo toàn, mà thậm chí là không sợ rủi ro. Khi mà có khả năng khi mà lãi suất ở cái mức này thì vẫn đang cao hơn cái mức là lạm phát, thì có lẽ là họ sẽ không sợ rủi ro. Bên cạnh đó thì cái tính thanh khoản của cái tiền gửi khá là cao, nó giúp các cái người dân có thể rút bất cứ lúc nào. Thậm chí họ có thể dùng cái sổ tiết kiệm này để có thể làm cầm cố với các cái điều kiện hành chính rất là nhanh, để có thể là vay một cái khoản là để đầu tư vào các kênh đầu tư khác. Theo các chuyên gia, mỗi kênh đầu tư đều có đặc điểm, lợi thế và hạn chế riêng. Việc lựa chọn đầu tư vào đâu trong 6 tháng cuối năm phải phụ thuộc vào tiềm lực tài chính, khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Có những kênh đầu tư cần nguồn vốn rất lớn, cũng như đòi hỏi nhà đầu tư phải có khẩu vị rủi ro cao. Tuy nhiên, với triển vọng nền kinh tế nửa cuối năm nay rất sáng sủa, nhưng với nhà đầu tư, nguyên tắc bất di bất dịch là phải đa dạng hóa danh mục, đầu tư vào nhiều kênh khác nhau là điều rất cần thiết. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục Chuyện trong ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.